Cộng hòa Séc dừng công nhận hộ chiếu Việt Nam mẫu mới. Đại sứ quán của Cộng hòa Séc thông báo nước này dừng công nhận hộ chiếu Việt Nam mẫu mới do không đáp ứng một số tiêu chuẩn kỹ thuật. Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7, không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số ICAO. Vì vậy, Cộng hòa Séc đồng quan điểm với các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu EU và dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới. Đại sứ quán của Cộng hòa Séc tại Việt Nam cho biết, quyết định trên có hiệu lực từ thời điểm thông báo, song chưa nêu rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế mà hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam chưa đáp ứng là gì. Thông báo cũng không nêu rõ là liệu Cộng hòa Séc có dừng cấp thị thực cho hộ chiếu Việt Nam mẫu mới hay không. Theo văn bản hướng dẫn số 9303 về tiêu chuẩn hộ chiếu của ICAO, thì các thông tin bắt buộc phải có trên hộ chiếu là loại hộ chiếu, tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày sinh giới tính và ngày hết hạn hộ chiếu. Các thông tin khác như nơi sinh tùy thuộc vào từng quốc gia không bắt buộc phải có. Tuy nhiên thì khuyến nghị là các quốc gia cần cân nhắc kỹ tất cả các vấn đề liên quan khi đưa vào hoặc bỏ thông tin về nơi sinh trong hộ chiếu. Trước đó, Đại sứ quán Đức và Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam cũng đã thông báo các quốc gia này dừng cấp thị thực vào hộ chiếu Việt Nam mẫu mới vì không thể hiện nơi sinh của người mang hộ chiếu. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.